À, Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện ăn tải nghe về giách. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học tự nhiên và xã hội lớp 3 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống và trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô lắng nghe và quan sát một video nhỏ sau đây nhé. Vậy sau khi đã quan sát và lắng nghe hết video vừa rồi thì chúng mình có hình dung được hôm nay chúng ta sẽ cùng với cô tìm hiểu về chủ đề gì không nhỉ? À, rất là chính xác, chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu về chủ đề 1, đó là chủ đề gia đình, bài số 1, họ hàng và những ngày kỷ niệm của gia đình. Chúng ta sẽ cùng với cô đi vào hoạt động đầu tiên nào, hoạt động khởi động. Cô có một câu hỏi nhỏ dành cho các con như sau hãy nói về một người họ hàng mà em yêu quý em đã làm gì để thể hiện tình cảm với họ suy nghĩ nào chúng mình hãy suy nghĩ cho cô nào xem là người họ hàng nào mà em yêu quý người đó có thể là ông bà này có thể là các anh chị em họ này hay là các cô các bác các gì đúng không ạ cô lấy ví dụ người họ hàng mà em yêu quý đó là gì của em bởi vì dì em thì sống ở trong miền Nam, vậy nên em rất ít khi được gặp dì. Tuy nhiên, ngày nào em cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe của dì. Khi nào dì ra Hà Nội chơi thì em sẽ cùng với bố mẹ mua hoa và ra sân bay đón dì. Đó cũng chính là một cách thể hiện tình cảm đối với những người thân thiết trong họ hàng của mình, đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động khám phá. Câu hỏi số 1 hãy quan sát các hình về họ hàng của hoa và trả lời cho cô câu hỏi đâu là những người thuộc bên nội và đâu là những người thuộc họ hàng bên ngoại cô có bốn bức hình này bức hình thứ nhất là ông bà nội của hoa bức hình thứ hai là ông bà ngoại của hoa bức hình thứ ba là gia đình anh trai của bố hoa và bức hình cuối cùng là gia đình em gái của mẹ hoa à, đầu tiên chúng mình hãy quan sát và trả lời cho cô Xem những người nào là họ hàng bên nội nhỉ? À, mình có thể thấy ngay. Ông bà nội của Hoa chính là những người thuộc họ hàng bên nội này. Gia đình anh trai của bố Hoa, đúng không nào? Và những người thuộc họ hàng bên ngoại đó là ông bà ngoại của Hoa và gia đình em gái của mẹ Hoa. Được chưa nhỉ? Rồi cô có một câu hỏi số 2. Các con hãy quan sát hình, đọc thông tin và cho biết Hoa xưng hô như thế nào với những người trong gia đình, thuộc họ hàng bên nội và bên ngoại? Cô có bức tranh đầu tiên. À, bạn Minh đang hỏi rằng bạn gọi các thành viên trong gia đình anh trai của bố như thế nào nhỉ? Bạn Hoa trả lời, mình gọi anh trai của bố là bác trai, vợ của bác trai là bác gái, các con của hai bác là anh chị họ. Này như vậy. Hoa đã xưng hô với những người trong gia đình thuộc họ hàng bên nội là bác trai, bác gái và anh chị họ. Bức tranh số 2 nào. À trong bức tranh này thì các con thấy này, đây là bố của Hoa này, đây là mẹ của Hoa và đây chính là Hoa. Còn đây là ai đây ạ? À đây là gia đình của Dì Lan. Đúng nào, bố đang giới thiệu với Hoa rằng đây là gia đình dì Lan ở xa đến chơi và dì Lan là em gái của mẹ con khi đó thì bạn Hoa đã chào cháu chào chú gì ạ à? chị chào em à, như vậy là bạn Hoa đã xưng hô với những người trong gia đình thuộc họ hàng bên ngoại là chú gì và em họ đúng chưa nhỉ? rồi chúng mình sẽ tiếp tục cùng với cô chuyển sang hoạt động tiếp theo trước khi chuyển sang hoạt động thực hành thì cô có một phần ghi nhớ nhỏ dành cho các con như sau họ hàng bên nội hoặc bên ngoại bao gồm ông bà anh chị em ruột của bố hoặc mẹ và con ruột của họ. Ở mỗi vùng miền thì có các cách xưng hô khác nhau đối với những thành viên trong họ hàng. Mình ghi nhớ cho cô nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang hoạt động thực hành nào. Trong phần hoạt động thực hành thì cô có câu hỏi số 1 như sau. Hãy nói cho cô cách hoa xưng hô với các thành viên trong gia đình thuộc họ hàng bên nội, bên ngoại trong sơ đồ dưới đây mình sẽ cùng với cô quan sát sơ đồ và phân tích nào à, đầu tiên cô sẽ phân tích những người thuộc họ hàng bên nội trước được không ạ cô có ông nội bà nội ông bà nội thì có hai người con đó là bố và anh trai của bố anh trai của bố thì con sẽ gọi là bác trai và vợ của bác trai thì sẽ là bác gái đúng chưa nhỉ con của hai bác sẽ là anh họ và chị họ rồi đến họ hàng bên ngoại nào Bên ngoại cô có ông ngoại và bà ngoại. Ông bà ngoại cũng có hai người con, đó là mẹ và em gái của mẹ, các con sẽ gọi là gì này? Chồng của gì thì con sẽ gọi là chú và con của chú gì? Có chúng mình sẽ gọi là em họ, đúng chưa ạ? Và cuối cùng sẽ là gia đình của bạn Hoa, có bố, có mẹ và bố mẹ có bạn Hoa và em trai của bạn Hoa, được chưa nào? Rất là đơn giản phải không nhỉ? Rồi câu hỏi số 2. Hãy kể tên một số thành viên trong gia đình họ hàng bên nội và bên ngoại của em. Một số thành viên trong gia đình họ hàng bên nội và bên ngoại. Cô lấy ví dụ ở bên nội thì cô có ông bà nội này, có cô chú này, có chú thím và em họ này. Còn bên ngoại thì chúng mình có ông bà ngoại, bác trai, bác gái, anh họ, cậu mợ chú gì và em họ rất là nhiều đúng không nào? Chúng mình hãy cùng với các bạn trên lớp để kể ra xem một số thành viên trong gia đình thuộc họ hàng bên nội và bên ngoại của em là gì nhé. Rồi cô có câu hỏi số 3. Em thường làm gì để thể hiện tình cảm của mình đối với họ hàng? À, chúng ta hãy quan sát cho cô vào bức tranh đầu tiên. Ở trong bức tranh này thì con thấy là đây là một bữa tiệc sinh nhật của bạn Hoa. Đúng nào? Và đây là chú gì này, đúng chưa ạ? Và đây là con của chú gì? Em nói rằng em chúc chị sinh nhật vui vẻ ạ. À. Thiệp đẹp quá, cảm ơn em nhé. Đây là tấm thiệp em tự làm để tặng cho chị đấy. Đó cũng chính là cách thể hiện tình cảm của mình đối với họ hàng cả bên nội và bên ngoại, đúng chưa ạ? Hoặc là ở trong bức tranh số 2. À, trong bức tranh số 2 thì các con có thể trong khung cảnh này thì đây chính là một ngày Tết. Trong ngày Tết thì các con sẽ thường được bố mẹ đưa đi chúc Tết ở ông bà này, ông bà nội, ông bà ngoại, các bác, các chú các gì đúng không nào? Ở trong bức tranh này thì bác chúc rằng năm mới bác chúc cháu chăm ngoan học giỏi nhé. Cháu cảm ơn bác ạ. À. Năm mới cháu chúc hai bác mạnh khỏe ạ. À. Đó cũng chính là một cách thể hiện tình cảm của mình đối với họ hàng đúng không ạ? Hoặc các con có thể thể hiện tình cảm của mình đối với họ hàng bằng cách là luôn quan tâm, hỏi thăm sức khỏe của người thân này, ghi nhớ những ngày đặc biệt trong cuộc đời của họ như là sinh nhật hoặc là tặng quà vào những dịp đặc biệt, đúng chưa nào? Giờ bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang hoạt động tiếp theo, hoạt động vận dụng. Yêu cầu trong hoạt động như sau, hãy viết cách xưng hô hoặc dán ảnh các thành viên trong gia đình thuộc họ hàng bên nội, bên ngoại của em theo sơ đồ gợi ý dưới đây. À, rất là đơn giản rồi. Bè chúng mình sẽ viết cho cô về phía bên họ hàng bên nội trước được không ạ? Ông nội, chúng mình sẽ có bà nội. Ông bà nội sẽ có hai người con đúng không nào? Đó là bố và anh trai của bố. Anh trai của bố các con sẽ gọi là bác trai. Vợ của bác trai là bác gái. Và con của hai bác sẽ là họ và chị họ đúng chưa nhỉ? rồi họ hàng bên ngoại nào, cô có bà ngoại và ông ngoại, ông bà ngoại thì cũng có hai người con, đó là mẹ và em gái của mẹ các con sẽ gọi là gì? cuối cùng là gia đình của chính mình, có bố, có mẹ, có bản thân mình và có, à, có hoa, có em gái của mình hay là anh trai của mình, vân vân rất là nhiều phải không nào? Rồi, chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang tiết tiếp theo. Và hoạt động đầu tiên cô có là hoạt động khám phá. Ở trong phần hoạt động khám phá, câu hỏi số 1. Quan sát các hình về gia đình Minh và cho biết sự kiện nào đã diễn ra. À, trong bức hình đầu tiên các con có thể thấy đây là lễ khai giảng. Đúng nào. Và bố đang hỏi bạn Minh rằng, hôm nay con đi khai giảng con thấy thế nào? Con rất vui được đi học lớp 1 ạ. À. Trong bức tranh này thì con thấy sự kiện nào đã diễn ra nhỉ? À, sự kiện đã diễn ra ở đây đó là ngày mà bạn Minh được đi dự lễ khai giảng đầu tiên và cũng là ngày đầu tiên mà bạn Minh bước vào lớp 1, đúng chưa nhỉ? Bức tranh số 2 nào. Ở bức tranh số 2 thì các con thấy là khung cảnh này là khung cảnh trong bệnh viện này và mẹ vừa mới sinh em bé. Bạn Minh nói rằng mình có em rồi, thích quá. Sự kiện đã diễn ra ở đây đó chính là ngày mà em bạn Minh chào đời, được chưa ạ? Rồi câu hỏi số 2. Hãy quan sát đường thời gian về các sự kiện quan trọng của gia đình Minh và cho biết tên và thời gian diễn ra các sự kiện đó, thứ tự của các sự kiện trên đường thời gian. Mình sẽ cùng quan sát này. Ở phía trên cô có các mốc thời gian, ở phía dưới sẽ là các sự kiện tương ứng với các mốc thời gian đó. Vào năm 2009 là đám cưới của bố mẹ Minh. Năm 2014 thì bạn Minh được sinh ra. Và năm 2018 thì mẹ của Minh sinh em bé. Năm 2020 bạn Minh bắt đầu học lớp 1. Đấy chưa nhỉ? Và câu hỏi số 3. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang hoạt động tiếp theo. Đó là hoạt động thực hành. Ở trong phần hoạt động thực hành thì cô có câu 1 như sau kể về một ngày kỷ niệm hoặc sự kiện quan trọng của gia đình em à cô lấy ví dụ vào ngày lễ tết này chúng mình sẽ được bố mẹ đưa đi chúc tết ông bà đúng nào hoặc là những bữa cơm thân mật trong gia đình những buổi picnic dã ngoại ngoài trời hay là vào ngày tết thì chúng mình sẽ được quay quần ở bên à để đun bánh trưng đúng nào nhà bạn nào cũng à cũng như vậy đúng không và một số những sự kiện hay là kỷ niệm khác, cô lấy ví dụ như là chuyến du lịch đầu tiên của em cùng với gia đình này, hay là lễ mừng thọ của ông bà này, hay là ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình, hoặc là lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của bố mẹ, rất là nhiều những kỷ niệm và sự kiện quan trọng trong gia đình của mình, đúng không ạ? Chúng mình hãy cùng các bạn ở bên cạnh, các bạn trong lớp chia sẻ về những kỷ niệm đó nhé. Rồi cô sẽ có câu hỏi số 2 như sau. Vẽ đường thời gian về một số sự kiện quan trọng của gia đình em, nhận xét sự thay đổi của gia đình em qua một số sự kiện theo thời gian. Ở phía trên cô có là các mốc thời gian và ở dưới là các sự kiện. Cô lấy ví dụ, vào năm 2014, mẹ sinh em bé. Vào năm 2018 thì đây là lần đầu tiên cả gia đình được đi chơi xa và vào năm 2021 là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của bố mẹ. Vậy còn gia đình chúng mình có những thời gian và những sự kiện quan trọng nào? Chúng mình hãy tự viết ra và tham khảo với các bạn bên cạnh nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động vận dụng. Ở trong phần hoạt động vận dụng này, chúng ta sẽ quan sát cho cô vào tình huống. Nếu em là bạn gái trong tình huống sau, em sẽ bày tỏ tình cảm và sự quan tâm đối với bố như thế nào? À, trong bức hình này thì các con có thể thấy rằng bố bạn đang nói rằng bố đã nhận được công việc mới rồi nhé và mẹ nói là thế là đúng với mong muốn của anh rồi. Vậy nếu em là bạn nữ trong bức hình này, chúng mình sẽ à chúng mình sẽ hỏi thăm về công việc của bố. Cô lấy ví dụ, các con có thể hỏi công việc mới của bố là gì? Công việc mới của bố có tốt không? hay là mọi người ở công ty có tốt không? Môi trường làm việc như thế nào? Và cuối cùng chúng mình không thể quên đó là chúc bố sẽ gặp thật nhiều may mắn trong công việc mới. Đúng chưa nhỉ? Và cuối cùng, chúng ta hãy ghi nhớ cho cô rằng mỗi gia đình thì đều có những ngày kỷ niệm hoặc sự kiện quan trọng. Qua thời gian, các thành viên trong gia đình càng gắn bó và yêu thương nhau hơn. Như vậy bài học của chúng mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khoa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Zách.